đi như chết rầu quá, mệt quá. Trời ơi trời 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 trời, thử bà đi cùng đường cuối sớm coi, chỗ nào bà cũng phát, chỗ nào bà cũng phát ơi. Rồi bà biết mệt nắng nôi nè. Nè, làm ơn giữ giùm tờ đi. Ủa chứ bà làm như tôi không đi phát vậy? À quên, tự nhiên tôi đưa bài kia vậy. Dạ, tôi cũng cầm luôn vậy. Nè trả lại nè, ngộ quá. Mệt. Mệt thiệt luôn á. Vậy rồi tìm chừng nào mới ra? Tìm không ra thì cũng phải tìm cho ra. Mình phải có niềm tin chứ. Nhiên có cái đầu búp bê không, tự nhiên rối hết à. Rồi bà đâu rồi? Bố không. Là sao? Không biết, không nói năng, không gặp gỡ, không mở cửa quán. Thiệt bực mình thiệt các bà. Bực sống bực bà. Chắc Lệ về. Thấy chị. Ủa Ngân, có tin tức gì chưa? Không có tin tức gì hết đó. Nhưng mà bây giờ mình phải đi phát tờ rơi. Trời ơi là trời. Em chưa bao giờ thấy mà kỳ cục, chỉ vì một cái đầu búp bê cái tự nhiên quyết định không bán luôn. Mà thiệt vậy luôn á hả? Mà chị có hỏi bà rồi, bà mới nói là nè, cái chuyện này là chuyện bí mật, chuyện cá nhân, chuyện riêng tư, tôi yêu cầu đừng ai hỏi tới. Đó, tức không? Bà có gì bà hỏi không? Mà tôi thấy ngộ ha. Chị em với nhau bao nhiêu năm, cái gì cũng đó, chia sẻ, cái gì cũng tâm sự. Mà cái vụ con búp bê này là bà không nói, bà giấu nhẹm là tại sao ta? Nó có huyền bí gì trong đó không ta? Huyền bí gì? Mà nhiều khi á, bà coi con búp bê á giống như là cha như mẹ luôn. Cha mẹ quá. Ừ. Như là thôi, con của bà chị thấy. Thiệt luôn hả chị? Vui buồn bà cũng lại, bà vuốt cái đầu búp bê bà tâm sự. Đúng đúng đúng. Nhiều khi á, chị vô quán chị thấy bà khóc, bà vuốt đầu búp bê xong bà khóc. Chị rồi có bữa chị vô quán chị thấy bà vuốt đầu búp bê bà cười. Rồi có bữa chị thấy hả, bà cải tóc cho búp bê, bà nói mai nhuộm màu khác nha. Trời ơi trời ơi, thấy ghê quá chị. Mà em nói nghe nè, giờ căng vậy luôn hả chị? Quá rồi, làm sao mà tìm được cái đầu đó chị? Bà cũng đưa 500 anh em đi tìm tất cả mọi nơi rồi đó, đi vô mấy cái đống rác bươi bươi lên để tìm luôn rồi mà cũng chưa có. Rồi tìm được chưa nữa? Đã nghe điện thoại. Nếu mà có rồi thì ai nói gì nữa? Thì đó. Alo, cái gì? Tôi đang cái chuyện bàn chuyện đại sự mà cứ gọi gọi. Chuyện ở nhà thì tự ở nhà giải quyết đi, ngộ ghê. Cái gì? Mấy con da trai hả? Vậy luôn á hả? Rồi được rồi, chuyện để tôi giải quyết cho. Ừ, cúp máy đi. Cái gì cũng gọi tự giải quyết đi. Mình là đàn ông mà sao mình không có khí chất gì vậy? Thôi, bà đưa đây đi. Đi về nhà lo cái vụ mấy bà da trai của bà đi. Rồi, vậy tôi về nha. Dạ. À. Yeah. Về xách cà phê này kia dục đi. Hả? Nè, uống giùm tôi đi. Thôi đi, cà phê dở quá, cứ bị uống hoài. Thì uống đi về đi. Thôi. Đi về đi. Thì tới mua cái cà phê này vừa tốn tiền này mà không bằng cái gót của bà cà phê bà tám nữa. Nói hoài cái bà này. Lèm bèm. Gì thở dài. Phải chi giờ có Mạnh Dũng đây ha. Chi, nhớ nó hả? Thêm tay thêm chân phát cho nhanh, tìm ra đầu búp bê, mở lại quán cà phê. Thôi bà ơi, bà làm biến quá đi. Đứng lên, ngồi hồi tê á. Đâu ạ? Đâu ạ? Em vô phòng đắp mặt nạ. Trời đất ơi, đi phát tờ rơi. Trời rảnh ghê vậy đó. Ôi. Đi. Ông nội tại nhà tôi đó, mua cái nào thì người ta sắp vô cái đó đi, bỏ tùm lum tà la. Rồi bây giờ mất thêm cái thời gian tôi sầu ông ra nữa nè. Ủa? Đây. Trời ơi. Tôi nói không có cái nghề nào mà sướng hết á nha. Quan trọng là mình có chịu làm hay không thôi nha. Trời ơi, tóc. Sao mình thấy quen quen ta?